hôm nay mình sẽ nói sơ qua về khái quát về một bài nó rất là hay, đó chính là bài khái quát về cái động cơ đốt trong của cái máy móc của chúng ta. Thì bây giờ sẽ là mình sẽ khái quát sơ qua thôi. Thì các bạn xem đang xem trình chiếu ở trên cái PowerPoint của mình, và đây là khái quát động cơ đốt trong các bạn. Đây là nó có tất cả các hình ảnh. Thì các bạn cảm biết là động cơ đốt trong thì nó gồm có hai loại động cơ chủ yếu, được chưa? Sử dụng hai nhiên liệu ấy, được chưa? Đây là các bạn xem này, đây là các thiết bị sử dụng cho động cơ đốt trong, nó phục vụ cho công việc hàng ngày của chúng ta, được chưa? Xe máy, được chưa? Ô tô, được chưa? Nó đều là sử dụng động cơ đốt trong hết, được chưa? Máy cắt cỏ này, được chưa? Đây là động cơ xe máy này, các bạn xem hình ảnh ở bên này này. Đấy. Nhưng trong cái chương này chúng ta sẽ học về các khái quát về cái động cơ đốt trong, được chưa? Nó sử dụng cho mục đích sản xuất, mục đích kinh doanh hay là mục đích hoạt động của chúng ta, công việc hàng ngày, được chưa? Hôm nay sẽ là bài về khái quát về cái động cơ đốt trong, thì các bạn xem ở trên cái màn hình của mình. Thì mục tiêu thì các bạn hiểu được về khái niệm và phân loại của động cơ đốt trong và biết được cái cấu tạo của cái động cơ đốt trong của chúng ta, được chưa? Đấy. Tiếp theo này thì các bạn sẽ nói sơ qua về cái lịch sử ra đời của cái động cơ đốt trong của chúng ta. Thì các bạn thì mình sẽ cho các mốc thời gian, các bảng và các bạn sẽ tham khảo cho. Đây, năm phát minh loại động cơ thông số, được chưa? Và năm phát minh nó có mốc năm phát minh như sau. Đó là 1860, được 1860, 1877, 1885 và 1897, được chưa? Thì các bạn đã biết là trước đó thì một động cơ, trước đó chưa có động cơ đốt trong, người ta đã phát minh ra một cái động cơ là một động cơ chạy bằng hơi nước. Các bạn biết, có biết là tên của ai không? Động cơ chạy bằng hơi nước. Trong lịch sử các bạn là đọc học về các phát minh ấy, được chưa? Thì các bạn đã học rồi đấy, được chưa? Đã phát minh khoa học, được chưa? Đấy, trước đó người ta sử dụng. Và mình sẽ đặt luôn này. Thì các bạn xem này. Đấy, năm phát minh có nghĩa là năm 1860, được chưa? 1860. Jean-Jacques Renault, được chưa? Người Pháp gốc Bỉ, nó đã phát minh ra động cơ hai kỳ chạy bằng khí thiên nhiên, được chưa? Với cái thông số của nó là 2 HP, có nghĩa là hiệu suất đấy, được chưa? 2 HP và 4,25%, được chưa? Có nghĩa là mã lực ấy các bạn, hai mã lực ấy, được chưa? Nó chạy bằng một cái khí tự nhiên, nó hiệu suất của nó là 4,65%. Thứ hai đó chính là năm 1877. Ông này gọi là Nicolas August, được chưa? Ô tô, người này là người Đức, được chưa? Người Đức. Người này là người Đức, này nó phát minh ra một người Đức nhưng mà nó sẽ phát minh ra một cái động cơ, đó là động cơ 4 kỳ chạy bằng than, lúc đó là chạy bằng than, và cái hiệu suất của nó sẽ là 20%, được chưa? 20%. Tiếp theo này, đến năm 1885 đó chính là Gottlieb Daimler, người Pháp các bạn ạ. Thì lúc đó nó sẽ phát minh ra động cơ gì các bạn? Có nghĩa là người đầu tiên chế tạo ra cái động cơ chạy bằng cái nhiên liệu bằng xăng ấy các bạn. Có nghĩa là động cơ ô tô dùng cái động cơ đốt trong ấy, có nghĩa là nó sẽ sử dụng một cái động cơ gọi là sử dụng cái động cơ đốt trong ấy, nó chạy bằng xăng các bạn ạ. Đấy, lúc đó là nó sẽ là 8 mã lực và tốc độ vòng quay của nó lúc đó là tầm khoảng là 800 vòng trên 1 phút thôi, được chưa? Và đến năm 1897 ấy, Rudolf Schreder, được chưa? Schreder, Seren tên gì? Seren Den Diesel, được chưa? Người Đức. Người đầu tiên cái tên của ông ta đó là động tên Diesel, và người ta cũng lấy cái tên nó giống với cái tên của Diesel ấy, đó là động cơ đốt trong đầu tiên chạy bằng Diesel, được. Và qua cái mốc thời gian này các bạn đã thấy là năm 1885 là động cơ xăng bắt đầu được phát minh, có nghĩa là người phát minh đầu tiên ra động cơ xăng, và năm 1897 là người Đức phát minh ra động cơ diesel, được chưa? Động cơ xăng có trước động cơ diesel. Có rất nhiều người nhầm lẫn, được chưa? Nhầm lẫn là động cơ diesel có trước là sai đấy, động cơ xăng có trước, được chưa? Và hiệu suất của nó sẽ là, và nó là 20 mã lực, và hiệu suất của nó là 26%, được chưa? 26%. Rồi mình sẽ qua cái slide PowerPoint tiếp theo, được chưa? Và chúng ta sẽ đến với khái niệm và phân loại của động cơ đốt trong. Và qua bài này ấy, các bạn sẽ hiểu được là cái trình bày được cái khái niệm và phân loại động cơ đốt trong, và động cơ đốt trong nó gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào, được chưa? Đấy. Thì khái niệm và phân loại ấy, thì các bạn sẽ học khái niệm này. Thì khái niệm ấy thì nó rất đơn giản thôi, mình sẽ lướt qua thật nhanh. Đây, khái niệm này. Động cơ đốt trong là loại động cơ mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt, và quá trình này ấy, nó biến đổi cái nhiệt năng thành công cơ học. Các bạn, công cơ học. Các bạn sẽ, nếu mà ai học ở trong vật lý ấy, thì các bạn sẽ học công cơ học, và theo có nó có một số công thức nữa, được chưa? Nó diễn ra ngay trong thành xi lanh của động cơ các bạn ạ.
nó hiểu nôm na như thế này các bạn này. Khi quá trình đốt cháy nhiên liệu ấy, các bạn có hiểu là cái nhiên liệu khi nó chạy nó piston nó đẩy lên điểm chết tên ấy, lúc đó nó cháy nhiên liệu và lập tức là cái nhiên liệu cháy nó sẽ làm cái sức hút đẩy cái piston quay trở lại, và lúc đó cái bánh đa của chúng ta hoặc là cái xích xe máy được chưa? Và cái bánh xe máy, các bạn hiểu nôm na là bánh xe máy hoặc là cối xay gió gì ấy được chưa? Hoặc là cánh quạt ấy. Lúc đó nó sẽ làm cho lúc đó nó sẽ sinh ra một cái công, và lúc đó cái công của bánh xe nó sẽ lúc chúng ta đẩy lại, và quá trình này nó diễn ra liên tục được chưa? Khi chúng ta tắt động cơ, có nghĩa là khi quá trình cháy ấy, bùm một cái và nó lập tức là nó đẩy được ạ. Khi các bạn cho một cái rượu vang, sau đó chúng ta lắc thật mạnh thì lúc đó nó sẽ sinh ra một cái khí được ạ, giống như cái này ấy, nó là sinh ra nhiệt giống như cái pháo của bạn này các bạn. Pháo của bạn, các bạn đốt nó sinh ra một cái nhiệt được ạ, nhiệt thật mạnh, nó đẩy tên lửa, nó cũng thế, cái này nó cũng giống tên lửa các bạn đấy. Nhưng mà cái này nó sẽ diễn ra liên tục các bạn, liên tục được ạ. Khi chạy piston chạy lên lập tức là nó có cái quá trình đốt cháy, hoặc là nó ép tự động cháy được ạ, lập tức là nó sẽ sinh ra công được ạ. Đấy, đây là khái niệm cơ bản. Đọc lại này, động cơ là động cơ nhiệt nha các bạn, mà trong quá trình đốt cháy nhiên liệu nó sẽ sinh ra nhiệt, và quá trình này nó sẽ biến đổi nhiệt năng thành công cơ học. Nhiệt năng, cái nhiệt của chúng ta thành một cái công, sinh ra một cái công là đi được ạ, đi hoặc là di chuyển. Đấy, công cơ học nó diễn ra ngay trong thành sinh ra của chúng ta. Và nó lúc đó cái động cơ nó đã nóng lên. Tiếp theo đến khái niệm mà chúng ta sẽ phân loại này, thì các bạn xem một số vài hình ảnh minh họa. Đây là một số hình minh họa của cái động cơ của xe chúng ta đang đi. Đây này, đây là các bạn này, đây là cái dầu của nó xuống này. Được dạng, đây là nạp ấy. Được dạng, đây được hiểu là nạp ấy. Đấy, đây là cái piston của chúng ta này. Thấy chưa? Đấy, nó đẩy qua đẩy lại. Đấy, nó giúp đẩy cái bánh xe này, bánh đà này, các bạn hiểu là bánh đà này. Và cái dây này là dây tải của chúng ta này. Đấy, các bạn hiểu nôm na chưa? Đây là máy này, nó không phải là máy đấy, nó là máy chạy bằng hơi nước nha các bạn nhé. Máy chạy bằng hơi nước ở thời buổi hiện đại như chúng ta, thời buổi như bố mẹ của chúng ta chưa chắc đã thấy được cái máy hơi nước này các bạn. Ít, bởi vì thời này nó đã có máy bay các thứ rồi, nó sử dụng động cơ xăng với động cơ diesel hết mất rồi. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Đấy, đây là máy chạy bằng hơi nước đó các bạn. Hơi nước là nó phát minh trước đó, được chưa? Và tiếp theo này, và chúng ta sẽ phân loại này, các bạn xem ở trên màn hình trình chiếu của mình này, phân loại này. Theo động cơ ấy, thì người ta sẽ phân loại đây này, có động cơ piston, động cơ piston, động cơ tu bin khí. Động cơ piston mình cũng giải thích luôn này, động cơ piston cũng như các bạn sử dụng về các động cơ xăng này, và động cơ chạy bằng các máy đấy dạ, nó đều sử dụng piston để đẩy ấy, đấy dạ, piston để đẩy ấy. Động cơ có nghĩa là loại động cơ tu bin khí và động cơ phản lực, được chưa? Tu bin khí ví dụ như động cơ nó chạy bằng tu bin khí các kiểu, được chưa? Và động cơ phản lực thì các bạn đã biết là phản lực nó, các bạn biết có biết là phản lực nó sử dụng cho các loại động cơ như nào không? Động cơ phản lực như máy bay này, được chưa? Đấy, đấy, phân loại còn lồng có động cơ piston, động cơ tu bin khí, động cơ phản lực, được chưa? Đấy. Và động cơ piston thì nó sẽ có hai dạng động cơ, đó là động cơ chuyển động tĩnh tiến như sẽ, và tí nữa mình sẽ nói sau này, và động cơ chuyển động quay. Động cơ chuyển động quay, nó hai loại động cơ này thì các bạn thấy là động cơ nào sẽ được sử dụng phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Xe máy, ví dụ xe máy chẳng hạn, nó thuộc loại động cơ tĩnh tiến hay là thuộc loại động cơ quay? Sorry, nó thuộc loại piston chuyển động tĩnh tiến hay là piston chuyển động quay? Xe máy này, máy cày này, ô tô này, máy cắt cỏ này, máy bơm nước này, chạy bằng nhiên liệu nhá, máy phát điện này, là nó chuyển động bằng tĩnh tiến, chỉ piston chuyển động bằng tĩnh tiến hay là piston chuyển động bằng quay? Mình cũng xin nói luôn đây, khi hai quá trình này ấy, thì những loại động cơ chúng ta thường sử dụng phổ biến ấy, thường là nó sẽ sử dụng bằng piston chuyển động tĩnh tiến các bạn, đi lên đi xuống hoặc là qua trái qua phải, đi về các bạn. Còn chuyển động quay ấy, trong chuyển động quay ấy thì nó sẽ làm cho một cái piston ở trong luôn, và nó cái piston của nó sẽ quay các bạn ạ, nó sẽ không phải tĩnh tiến đâu, nó quay vòng ấy. Nó người ta sẽ thiết kế ở bên trong ấy, nó có một cái hệ thống bánh răng này, sau đó nó làm một cái khuyết, sau đó nó quay. Mình nếu được thì mình xin ví dụ với các bạn luôn. Piston động cơ chuyển động tĩnh tiến, động cơ chuyển động quay nhá. Động cơ chuyển động quay, được chưa? Động cơ chuyển động quay. Đây này, có một video, sorry, có một video xem luôn này. Đây này, động cơ chuyển động quay này,
đấy, đây này các bạn này, cái này ấy, nó sẽ quay đây này các bạn, nó làm một góc khuyết, khi đến quay một góc này nó sẽ lún vào, được chưa? Sau đó nó sẽ quay làm đấy, nó nạp khí đấy, động cơ chuyển động quay đó. Đấy các bạn xem này, mình cho một vài hình này. Đấy các bạn thấy chưa, nó quay này, đấy đến cái điểm khuyết này, đấy đây đây khí này, được chưa? Bây giờ nó sẽ ép khí và nó sẽ nổ phồng ra, được chưa? Đây này ép này, thấy chưa? Và bên này nó lại nạp, đấy đây này khí nó được ép hết này. Động cơ này chuyển động quay là nó không mọi cuộc sống hàng ngày chúng ta không thấy đâu, ít khi thấy lắm. Chúng ta toàn là chuyển động kích tinh tiến, cái tông chuyển động tinh tiến thôi. Thế là đi lên đi xuống đi qua thì được ạ. Số điểm chết trên nó lại quay trở lại, số điểm chết trên nó quay trở lại, cái điểm chết nó lại quay trở lại, nó có hai điểm chết mà. Đấy, được chưa? Rồi nha. Đấy là động cơ tinh tiến, động cơ tinh tiến giới thiệu luôn này. Động cơ tinh tiến. Được chưa? Cho xem động cơ tinh tiến này. Tinh tiến là nó sẽ lấy đi lên đi xuống đó các bạn. Động cơ chuyển động tĩnh tiến, cho các bạn xem một vài hình ảnh nhé. Nó lại không có ở đây nhỉ. Các bạn hiểu nôm na như là cái máy cày của các bạn này, cái xe máy của chúng ta này đều là chuyển động tĩnh tiến nhá, nó lên xuống được chưa? Đấy, nó giống như cái này. See, it's a diesel technology, so no unique feature, smaller packaging. Chờ mình một tí nhé. Xem cái này này. Này, đây là cái piston chuyển động tĩnh tiến. Động cơ xăng này, đây là động cơ máy kỳ này. Đây đây này, nó chuyển động tĩnh tiến, nó chuyển động tĩnh tiến các bạn. Đây này, nó lên nó xuống này. Alle Bauteile werden vollständig als 3D-CAD-Modell beschrieben und später in Bauteilen zusammengefasst. Nó rất hay chuyển động tĩnh tiến, nó xảy ra phổ biến nhất. Các bạn thấy chưa? Hai cái này là hệ thống chuyển động tĩnh tiến nha. Nhưng mà cái hệ thống both engines have the basic four stroke. Đấy, tí mình nói về sau. Rồi, có hai loại động cơ, đó là động cơ chuyển động tĩnh tiến và động cơ piston chuyển động quay, hiểu chưa? Đấy. Tiếp theo này, động cơ chuyển động tĩnh tiến phổ biến là phổ biến nhất, được chưa? Như lúc nãy mình đã nói rồi, giới thiệu rồi. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy là phương tiện đi lại, xe máy này, ô tô này, được chưa? Động cơ phục vụ cho sản xuất này, được chưa? Từ nó thường là sử dụng động cơ tĩnh tiến nhất. Mà tại sao các bạn biết tại sao nó lại động cơ tĩnh tiến nó lại được phổ biến nhất? Thế mới các bạn, tại sao là động cơ tĩnh tiến nó lại chuyển động phổ biến nhất chứ không phải là động cơ piston chuyển động quay? Thì đây câu hỏi này mình đã trả lời trên rồi, các bạn xem lại và chú ý một chút nha. Đấy, người ta sẽ hỏi đảo như thế này đó. Rồi nha, động cơ chuyển động tĩnh tiến là phổ biến nhất, được chưa? Piston chuyển động tĩnh tiến đấy. Tiếp theo đấy các bạn xem, đây là động cơ piston chuyển động tĩnh tiến, đây là quả piston, còn đây là các bạn xem solid. Đây, số 1 là các bạn xem thông qua về một số cơ bản này. Ví dụ như đây là cái nắp máy này, được chưa? Và là buji, được chưa? Đây là chốt của piston này. Các bạn xem số 2 là chốt của piston này. Piston sẽ đi lớn, đây là tĩnh tiến lên xuống các bạn thấy chưa? Đấy, lên xuống. Đây là vòng quay của nó này. Khi cái này quay qua xuống dưới, xuống điểm cái này xuống điểm chết rưỡi, cái này quay xuống rưỡi thì piston này nó xuống điểm chết rưỡi. Lúc đó nó sẽ chuẩn bị nạp. Được. Đấy. Và nó lên đây là điểm chết trên. Rồi. Xong nha. Động cơ này là động cơ chuyển động quay, các bạn thấy chưa? Động cơ piston chuyển động quay. Đây này, quay qua bên này. Đây này. Lúc này nó đang nạp nhá và nó đang hết khí. Nó đang nạp và nó khí nó chảy ra ngoài. Nó đang nạp, cái vòng này nạp nha, nó thải nên nó nạp và nó xả, nó nạp và nó xả. Đấy, các bạn con này các bạn hiểu nôm na là nó quay như này không? Đấy, cái động cơ chuyển động quay à. Động cơ đây là động cơ này, được chưa? Động cơ piston chuyển động quay. Đấy, các bạn thấy rồi đấy, nó phức tạp hơn, được ạ. Động cơ tuabin khí, đây các bạn xem động cơ tuabin khí. Đấy, động cơ tuabin khí. Đây là động cơ phản lực. Đây là động cơ phản lực. Đấy các bạn xem cấu tạo của động cơ phản lực. Đấy, khí nó sẽ được thoát ra và nó sẽ đẩy đấy đi. Đấy, động cơ phản lực. Phân loại theo dấu hiệu, được chưa? Phân loại theo dấu hiệu. Theo nhiên liệu ấy. Bước một thứ nhất là nó phân bố theo nhiên liệu. Các bạn nhiên liệu ví dụ như đây này, các bạn xem này, động cơ xăng và động cơ diesel.
Được chưa? Này, động cơ ga, động cơ nó chạy bằng ga đấy. Được chưa? Theo cái số hành trình của cái piston trong một chu trình, các bạn. Theo nhiên liệu thì có 3 này: động cơ xăng, động cơ diesel và động cơ ga. Được chưa? Và thứ hai, theo số hành trình của piston trong một chu trình, nhé các bạn. Hành trình của piston trong một chu trình. Được chưa? Tiếp theo này, hành trình của piston trong một chu trình này. Động cơ 4 kỳ, phân loại là động cơ 4 kỳ. Động cơ 2 kỳ. Được chưa? Động cơ 2 kỳ. Theo số hành trình của piston trong một chu trình, các bạn hiểu rõ cái này chưa? Số hành trình của piston trong một chu trình, được chưa? Tí nữa mình sẽ giải thích. Được chưa? Các bạn hiểu nôm na chưa? Phân loại theo dấu hiệu thì nó có 2 này. Theo nhiên liệu thì nó có động cơ xăng, động cơ diesel, động cơ ga. Và theo số hành trình của piston trong một chu trình thì nó có động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ. Được chưa? Đấy. Thì các bạn xem ở trên cái hình của mình ấy thì nó sẽ là động cơ 4 kỳ dùng nhiên liệu xăng. Động cơ 4 kỳ dùng nhiên liệu xăng. Đây là nó sẽ quay, nó quay. Và động cơ này nó sẽ nạp có một cái thiết bị để đốt cháy. Thì các bạn đã biết là trong quá trình cháy của cái động cơ xăng ấy thì nó phải có một cái mồi, đó là tia lửa điện đánh điện để cho nó làm sáng cái này, để làm sáng cái nhiên liệu, để làm bougie, dùng bougie để đốt cháy, có lửa tia lửa điện để đốt cháy nhiên liệu, sau đó nó đẩy xuống. Còn động cơ diesel ấy nó sẽ do cái sức ép ở nhiệt độ cao, áp suất cao, và kim phun nó phun đúng cái thời điểm thì nhiên liệu nó sẽ cháy và nó bùng xuống một cái. Được chưa? Cho nên sức ép của động cơ diesel ấy nó sẽ là sức ép mạnh hơn, áp suất cao hơn, được chưa? Nén ở áp suất cao hơn. Còn lại động cơ xăng ấy nó nén, thường nó nén nhẹ hơn, được chưa? Cho nên ấy cái cấu tạo và các thứ của động cơ diesel ấy đôi lúc nó phức tạp và nó thường nó cồng kềnh hơn động cơ xăng, các bạn là thấy rồi đấy. Động cơ xăng nó là rất đơn giản, đúng không ạ? Đấy, cấu tạo nó rất đơn giản, nó không có gì ạ. Tiếp theo này. Đây là động cơ xăng 4 kỳ nhá. Và đây là động cơ 4 kỳ sử dụng nhiên liệu diesel. Đấy, các bạn đã thấy cho một số vài hình ảnh minh họa. Đây là nó có một cái bộ phận kim phun này. Đây, nó không có tia lửa điện nhá. Khi nó đủ nhiên liệu, cung cấp đủ nhiên liệu và áp suất cao, ép nhiệt độ áp suất cao thì lúc đó lên cái trên này ấy, thì nó sẽ có một cái đầu kim phun, nó phun nhiên liệu đúng cái thời điểm áp suất cao đó. Bùm một cái, lập tức cái nhiên liệu nó đốt cháy. Các bạn lưu ý nhá, ở động cơ xăng là trong quá trình nhiên liệu nó sẽ không làm sao. Nó sẽ quá trình mà hút nhiên liệu ấy và hút không khí ấy. Khi ở động cơ xăng ấy, nhiên liệu và không khí nó được hòa trộn trước khi vào thành xi lanh ở bộ chế hòa khí. Nhưng mà nhiên liệu ở động cơ diesel là nó sẽ có, ở trong sách không có đâu các bạn. Nhiên liệu ở diesel là khi đó không khí được vào trong sành xi lanh, là lúc đó không khí vào trong sành xi lanh là nó chưa được pha trộn, nhiên liệu. Nhưng mà động cơ xăng là nó sẽ được pha trộn nhiên liệu trước khi vào trong thành xi lanh. Các bạn hiểu nôm na chưa? Đấy. Sau đó vào trong này nhiên liệu mới bắt đầu phun ra, thì nó bắt đầu cháy và nó đẩy ra ở bộ phận ống xả của chúng ta. Đấy ạ. Đấy. Đây là một cái khái niệm. Rồi tiếp theo, và động cơ 4 kỳ. Các bạn xem, động cơ 4 kỳ nó hoạt động này, nạp xả. Nó gồm có này, nạp nén nổ xả, nạp nén nổ xả các bạn. Nạp nén nổ xả, nạp nén nổ xả, nạp nén nổ xả. Đấy. Còn nó sẽ nạp nhiên liệu, nén nhiên liệu, nổ nhiên liệu và xả nhiên liệu, được chưa? Đấy, nạp nén nổ xả. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy ở hai cái loại động cơ này chưa? Đây là động cơ xăng nha. Đấy, nhiên liệu nó được pha trộn trước khi vào trong thành xi lanh. Lúc đó nó sẽ nén đây này, nó bougie nó tác dụng ở đây. Còn ở đây là có một cái kim phun này, đây này, đến kỳ ở trên này, đây này. Đến kỳ ở trên là nó sẽ nén và nó sẽ nó nạp nhiên liệu đây này, nó phun phải không ạ? Nó phun một cái xuống đây và lập tức lúc đó nhiên liệu nó được bùng cháy và lúc đó nó xả. Đấy. Các bạn thấy chưa? Khi cái này quay xuống dưới nó sẽ nạp đây này. Đấy, đây là nó kim phun, nó phun nhiên liệu. Các bạn hiểu xem rõ hình chưa? Đấy, đây là bougie này, còn đây là phun nhiên liệu của động cơ diesel, đây là động cơ xăng. Động cơ 4 kỳ, được chưa? Rồi tiếp theo này, được không nhá? Tiếp theo động cơ 2 kỳ. Động cơ 2 kỳ, các bạn xem động cơ 2 kỳ nó hoạt động. Đấy, nó chu trình của nó sẽ ngắn hơn nhá. Không phải ngắn hơn đâu, mà nó sẽ đi được bao nhiêu lần của hành trình của piston đó các bạn. Sau đó người ta phân loại ra, đấy, động cơ 2 kỳ này là nó cái nhiên liệu của nó, các bạn xem cái nhiên liệu của nó. Nó vẫn có bougie nhá, bình thường nhá, nó hay phổ biến ở các máy thường máy tốc độ ấy, được chưa? Hoặc là các bạn xem ở các máy như là máy cắt cỏ chúng ta. Và
là một số máy, một cấu động cơ xe máy cũng sử dụng được ạ. Đấy, cơ hai kỳ. Động cơ hai kỳ là nó bắt buộc, thường là nó phải pha nhá các bạn nhá, dùng nhiên liệu của nó thường là phải pha, bởi vì nó phải bôi trơn, được ạ, bôi trơn cho bôi trơn nhiên liệu. Đấy, đây là động cơ, đây là động cơ hai kỳ, các bạn xem cái nhiên liệu của nó chạy được ạ. Đấy, cấu tạo của động cơ đốt trong nó gồm hai cơ cấu và bốn hệ thống chính. Và hai cơ cấu đó chính là, chúng ta sẽ tìm điểm thứ nhất là hai cơ cấu. Thứ nhất là gồm hai cơ cấu và bốn hệ thống chính. Cơ cấu của trục khỉu thanh truyền, cơ cấu của trục khỉu thanh truyền, được chưa? Cơ cấu của trục khỉu thanh truyền. Tiếp theo là cơ cấu của phân phối khí, cơ cấu của phân phối khí, được chưa? Cơ cấu của phân phối khí. Cơ cấu của trục khỉu thanh truyền thì các bạn đã xem, đây là trục khỉu, đây trục khỉu, à, trục khỉu và thanh truyền. Đây là piston, trục khỉu, à, trục khỉu thanh truyền và piston. Đấy, đây là bốn xi lanh nha, một động cơ nhưng mà nó có bốn xi lanh, bốn xi lanh, bạn thấy giờ bốn xi lanh, bốn xi lanh này nó sẽ không cùng ấy một lúc đâu các bạn, nó không cùng nổ một lúc đâu, nó sẽ nổ đều nhau các bạn, nổ đều nhau. À, có nghĩa là nổ so le nhau, nổ so le nhau, nó không nổ, không nó nó không thiết, người ta sẽ không thiết kế bốn xi lanh này nổ cùng nổ một lúc, vậy ạ, người ta sẽ nổ so le, các bạn thấy cái trục chốt này đấy, cái chốt này nó lên trên là nó mới nổ nó, khi cái này lên trên, cái này lại xuống dưới rồi, đấy, hiểu nôm na đấy, cái này xuống dưới, cái này lại lên trên, đấy, để thiết kế, có một số động cơ nó sử dụng V8, V10, V12, V16, vậy sử dụng cho các động cơ ô tô thứ, cơ cấu phân phối khí này. Đây là cơ cấu phân phối khí, các bạn xem. Đây là động cơ diesel hoặc động cơ xăng. Đấy, nó gồm các thứ đây này, được chưa? Cơ cấu phân phối khí. Đấy, phân phối khí, được chưa? Khí nó nạp, khí nó thải, nhà thải các thứ, được chưa? Qua trục bát hoặc là qua hệ thống hút nhiên liệu và nạp nhiên liệu, được chưa? Hút nhiên liệu và xả nhiên liệu, nạp nhiên liệu và xả nhiên liệu, được chưa? Đấy, cơ cấu phân phối khí, chuyển động, được chưa? Tiếp theo này, bốn hệ thống, đó là bốn hệ thống gì? B, hệ thống bôi trơn, hệ thống bôi trơn, được chưa? Hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, được chưa? Hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn, dầu bôi trơn là khác và dầu làm mát là khác, các bạn, được chưa? Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí, hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí là một hệ thống nữa. Đó chính là hệ thống khởi động, hệ thống khởi động có bốn hệ thống chính, thì là có bốn hệ thống nhiên, là hệ thống dầu bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí, hệ thống khởi động, được chưa? Bốn hệ thống. Riêng động cơ xăng, động cơ xăng nhá, nó còn có một thêm hệ thống nữa, đó chính là hệ thống buji, người ta gọi là hệ thống đánh lửa, được chưa? Buji phát ra tia lửa điện ở kỳ nén của không khí, được chưa? Riêng động cơ xăng nó còn có thêm hệ thống nữa, đó là hệ thống đánh lửa, các bạn hiểu nó là. Còn các loại động cơ khác nó không có hệ thống đánh lửa, động cơ diesel nó không có hệ thống đánh lửa. Khi nó ép như lúc nãy đó, nó nói khi nó ép cái nhiệt độ và không khí ở áp suất cao thì lúc đó không khí nó sẽ được nén ở không khí cao thì nó nhiên liệu nó sẽ tự bốc cháy. Đây các bạn xem, đây là hệ thống này, đây là hệ thống đánh lửa, đây này, đây là đánh lửa nhá, đây này, bung bung đây này các bạn, khi piston đẩy lên được chết thì các bạn chú ý hai cái nạp thải này, bung đây chưa, các bạn thấy chưa, bung xuống đây này các bạn nhá, các bạn chú ý này, khi piston chạy được hai lần đấy, lên đấy, lên lên, piston chạy được hai lần nó mới ra một cái kỳ nhá các bạn, nó không phải lúc nào piston nhảy xuống nhảy lên là nó sẽ đốt cháy nhiên liệu ngay đâu các bạn, không nhá các bạn nhá. Đây nó chạy piston, hành trình của piston nó chạy bao nhiêu lần, bao nhiêu vòng nó mới nổ một lần này, bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, không phải lúc nào nó cũng đốt, nó cũng đây này, nó đang đốt này các bạn thấy này. Bùng, các bạn thấy chưa? Đấy, nó đốt này. Bùng. Đây này, piston nhảy lên là nó đốt cháy nhiên liệu ở lúc đó. Thấy chưa? Đây là động cơ. Còn đây là đấy. Thấy chưa? Đó. Và đây là hệ thống dầu bôi trơn. Xem tiếp nào. Đây là hệ thống phân phối khí các bạn.
Sony. Đây là hệ thống phân phối khí các bạn. Hiểu chưa? Hệ thống phân phối khí. Đây là hệ thống phân phối khí. Sorry các bạn, đây là hệ thống làm mát nhé các bạn nhé. Đây là hệ thống làm mát. Đây là hệ thống làm mát. Các bạn theo xem cái chiều mũi tên của nó. Đây là hệ thống làm mát. Đây là thùng xăng, nó để chứa nhiên liệu các thứ này. Được ạ. Đây là bộ phận phân phối khí này. Như là hòa khí ấy, bộ chế hòa khí ấy. Được ạ. Hòa khí cho cái nhiên liệu chúng ta. Các bạn xem đây là sơ đồ gì ta. Đây là sơ đồ của hệ thống. Được ạ. Đây này. Sơ đồ của công tắc khởi động. Được ạ. Đây là bộ phận khởi động. Được ạ. Bộ phận khởi động này. Các bạn xem này. Bộ phận khởi động. Công tắc khởi động này. Được ạ. Bộ phận khởi động. Đây là bộ phận khởi động của máy, được chưa? Nó gồm có 1 2 3 4, được chưa? Nó hệ thống khởi động ắc quy này. Được chưa? Ắc quy này, đây là cần đạp nhá. Hệ thống khởi động của động cơ. Và đây là bộ phận đèn nổ, được chưa? Bộ phận đèn nổ. Đây là rotor của nó đấy, được chưa? Thì có điện, dập điện một cái, của nó đây là máy, được chưa? Bình axit của bình ắc quy ở dưới này. Đấy. Các bạn hiểu rõ chưa? Đấy, ắc quy. Và đây là máy khởi động nhá, năm là máy khởi động nhá. Đây là bánh răng này, đạp một phát. Không thì chúng ta phải đạp. Còn đây là bộ phận này, bộ phận ắc quy này. Trong bộ phận ắc quy nó có một cái rotor để cần gạt để đè khởi động. Sơ đồ cấu tạo của động cơ 4 kỳ. Sơ đồ cấu tạo của động cơ 4 kỳ các bạn xem. Nó gồm có đây, nắp máy này, được chưa? Buji này, được chưa? Buji nó nằm ở đây này. Buji piston này. Được chưa? Piston đây này. Đấy, piston đây này. Bơm nước này. Bơm nước này. Đấy, bơm nước này. Đây là cái kiểu như cái nó xuống ấy các bạn. Người ta hay còn gọi là cái gì nhỉ? Mọi khi các bạn hay gọi là cái gì nhỉ? Đây là được gọi là con đội nha các bạn nhá. Được chưa? Còn đây là bánh đà này. Bánh đà quay này. Các bạn nếu mà không có bánh đà nó có chạy được không các bạn? Nếu mà các bạn thử hiểu nôm na là nếu mà không có bánh đà nó có chạy được không? Các bạn hiểu nôm na là cái bánh đà ấy, gọi là được là cái lực của nó sẽ được truyền một lực vào đó khi cái piston xuống cái điểm chết dưới ấy, thì lúc đó cái lực của bánh đà nó sẽ đẩy giúp cho cái piston làm thêm một hành trình tiếp theo, được chưa? Nó phải có bánh đà để nó trợ lực cho piston đẩy lên để hoàn thành một cái chu trình mới, được chưa? Chu trình tiếp theo ấy, được chưa? Nếu không có bánh đà thì nó sẽ không hoạt động được các bạn ạ, được chưa? Còn anh em hỏi là xe máy không có bánh đà làm sao mà hoạt động được. Xe máy trong quá trình di chuyển ấy thì bánh đà nó sẽ là các bạn, nó giống như một cái bánh lăn xe ở đằng sau của bạn ấy, được chưa? Cái bánh xe nó đang lăn với cái vận tốc. Đang lăn với một vận tốc thì lúc đó cái bánh xe của chúng ta sẽ lăn đi các bạn ạ. Cái bánh xe của chúng ta sẽ lăn đi giúp cho piston đẩy lên, được chưa? Đó là nhờ của bánh xe rồi, cho nên nó không thiết kế bánh đà nữa, giống như các máy cày, máy nông nghiệp của các bạn, được chưa? Đấy. Thứ bảy là trục cam này, trục cam. Và dầu bôi trơn tiếp theo này, số 8 là đường dầu bôi trơn. Bôi trơn lên thành piston. Bôi trơn lên thành xi lanh này, piston các thứ. Được chưa? Piston này, trục khỉu này, thanh truyền này. Số 9 là các te, được chưa? Số 9 là các te. Đấy, các te. Thứ 10 là bánh răng phân phối, bánh răng chuyển động ấy, được chưa? Bánh răng chuyển động. Thứ 11 là trục khỉu. Đây, trục khỉu nó, trục khỉu nó gắn cái piston vào ấy các bạn. Nó có một cái núm ấy, được chưa? Nó núm lồi ra để gắn vào cái đạn để gắn cái thanh truyền vào ấy. Thanh truyền ở giữa ấy, chuyển động ấy, được chưa? 12 là thanh truyền, được chưa? 13 là chốt piston. 14 là xúc bát nạp và xúc bát thải, được chưa? Xúc bát nạp và xúc bát thải. 15 là bộ chế hòa khí.
16 là xúc phát thải. 17 là cò mổ, mổ để cho nó nổ ấy các bạn. Dạ, mổ khi quay cò mổ để nả xả ấy thì nó mình mới có quay được. Sau đó quay ở một tốc độ cao mình thả một phát ở đây ra thì xúc phát nó được đóng kín thì lúc nó kiểu như nó chuyển động ấy. 12, 18 đó chính là đúa đẩy. Cái này 18 này giống như các bạn ở động cơ diesel ấy, nó sẽ có một cái đúa đẩy thôi ạ. Còn 15 ấy, đúa đẩy nó sẽ không có ở động cơ xăng. Còn bộ chế hòa khí sẽ không có ở động cơ diesel, được chưa? Đấy, đây là sơ đồ cơ bản. Thì đấy, đây là nắp máy phải không ạ? Nắp máy, buji, piston, bơm nước, con đội, bánh nà, trục cam. Đây là bộ phận gì ta? Bơm dầu bôi trơn, được chưa? Dầu bôi trơn này nó lúc bôi trơn hoạt động cho máy của ta. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết với các bạn về cái hệ thống dầu bôi trơn này hoạt động ở trên cả hai hệ thống là động cơ xăng và động cơ diesel chi tiết từng ly từng tí một bằng thực tế luôn, được chưa? Đây là các te. Còn đây là bánh răng phân phối, là bánh răng truyền động. Đây là trục khỉu. Đây là thanh truyền. Đây là chốt piston, đây là xúc bắt nạp, xúc bắt và bộ chế hòa khí, xúc bắt thải, cò mổ, đúa đẩy. Đấy, đây là hệ thống của nó. Các bạn xem qua. Đấy, được chưa? Bây giờ đã xong rồi này. Dạ, đã xong rồi thì bây giờ các bạn cần phải chú ý cho mình về cái khái niệm và phân loại của cái loại động cơ này. Và động cơ đốt trong nó gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào. Đấy, các bạn cần phải nắm chắc. Được chưa? Đấy, nắm chắc những nắm chắc trong cái hệ thống khái niệm khái quát của hệ thống động cơ đốt trong, được chưa? Sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày chúng ta. Và có một số câu hỏi như sau. Thì nếu mà họ hỏi hoặc là các bạn có thể phân biệt được hệ thống cơ cấu và hệ thống, thì ví dụ như này, các bạn sẽ liệt kê cái cơ cấu và hệ thống. Ví dụ nó thuộc hai cơ cấu và bốn hệ thống nào, thì ví dụ như này, sơ đồ phân phối khí có các chi tiết nào, cơ cấu có nghĩa sơ đồ phân phối khí nó có các chi tiết nào. Ví dụ như các bạn xem ở hình này đây. Hình này ấy, thì các bạn cơ cấu phân phối khí nó sẽ có nghĩa là nó sẽ có những con sẽ có những chi tiết nào ở trong này, được chưa? Nó đảm nhiệm cho phân phối khí ấy. Đấy, ví dụ như câu hỏi đơn giản như này, đây này, xem lại này. Sơ đồ phân phối khí có các chi tiết nào? Sơ đồ phân phối khí có các chi tiết nào? Thì các bạn có thể xem đấy. Được ạ. Được chưa? Nó sẽ có các chi tiết nào? Có nghĩa là nó sẽ phân phối khí cho để hoạt động, được chưa? Hoạt động. Rồi nó gồm các chi tiết sau nó để phân phối khí nha. Thứ nhất là nó là bánh răng phân phối. Bánh răng phân phối, được chưa? Bánh răng phân phối không có cái này nó không hoạt động được đâu. Lỗi cái này là không hoạt động. Tiếp theo là xúc phát thải. Xúc phát nạp là hệ thống phân phối khí mà các bạn, được chưa? Và trục cam phân phối khí, con đội, được chưa? Đúa đẩy, được chưa? Cò mổ, đấy, đây là hệ thống phân phối khí các bạn nhé, hệ thống phân phối khí của động cơ. Đấy, các bạn rõ chưa? Nó gồm có các thứ này, đọc lại này. Hệ thống phân phối khí nó gồm có bánh răng phân phối, xúc phát nạp, xúc phát thải, được chưa? Xúc phát nạp, xúc phát thải, cò mổ, đúa đẩy, con đội. Xong, đây là hệ thống phân phối khí. Đấy, đây là mình đã giới thiệu sơ qua với các bạn về cái khái niệm cơ bản về cái động cơ đốt trong, được chưa? Và các bạn cần phải nắm chắc được cái hệ thống động cơ đốt trong. Thì nó gồm các loại động cơ nào, được chưa? Nó gồm các loại động cơ nào. Thì qua đây thì mình sẽ nói sơ qua này. Ví dụ như động cơ nhiệt đấy, nó sẽ là động cơ biến đổi cái nhiệt năng thành cơ năng. Và động cơ nhiệt này nó sẽ được chia làm hai loại động cơ chính, đó chính là động cơ hơi nước và động cơ đốt trong, được chưa? Và động cơ hơi nước nó được phát minh bởi James Watt. Mình còn nhớ tên là James Watt.
Ria mắt là người Anh nó phát minh vào trước đó khoảng năm 1784, được chưa? Nó là động cơ hơi nước, được chưa? Cũng là một trong loại động cơ nhiệt, nhưng mà quá trình biến đổi nhiệt năng thành hơi nước do cái áp suất cao xảy ra trong cái nồi hơi. Quá trình này nó biến đổi cái hơi nước có cái áp suất cao thành công cơ học xảy ra trong quá trình trong cái thành xi lanh của động cơ, trong xi lanh của động cơ, được chưa? Ngoài ra thì các bạn ngoài hai cái cách trên phân loại ở trên đấy, được chưa? Nó còn có động cơ đốt trong như các bạn đã thấy rồi ấy, đã được xem qua ấy. Nó còn có nhiều cách để phân loại dựa trên cái dấu hiệu khác, được chưa? Nó phân loại theo cái tính chất làm mát, nó được chia làm hai loại động cơ, đó là động cơ làm mát bằng nước và động cơ làm mát bằng không khí, được chưa? Động cơ làm mát bằng nước càng học chúng ta càng xảy ra nhiều vấn đề nha. Động cơ làm mát bằng nước thì các bạn đã thấy là động cơ diesel thường nó sẽ làm mát bằng nước, và làm bằng hệ thống dầu bôi trơn. Còn ở đây hệ thống anh em bảo là cái xe máy của chúng ta đi không có, tại sao không cần nước làm mát, được chưa? Có anh em hỏi một câu hỏi như thế này không? Thực ra thì hệ thống làm mát bằng hàm mát bằng ở xe máy chúng ta, động cơ xăng thường là làm mát bằng không khí mất rồi. Thường ở động cơ xăng người ta sẽ chế tạo ra làm mát bằng không khí các bạn nhé. Người ta sẽ làm mát bằng không khí, như là cái máy ép cỏ đó sẽ làm mát bằng không khí, được chưa? Làm mát bằng không khí, bằng không khí bằng cánh quạt chẳng hạn, được chưa? Hoặc là ở động cơ xe máy thì chúng ta xe máy còn người ta sẽ cái tốc độ, được chưa? Khi xe máy chạy ở tốc độ cao, chạy tốc độ cao người ta sẽ tận dụng cái không khí nó đang chạy, nó sẽ làm mát cho cái động cơ chúng ta, được chưa? Thiết kế hệ thống làm mát, ô tô cũng thế, được chưa? Làm mát ô tô nếu mà ô tô chạy bình thường ấy các bạn, ô tô chạy mà tốc độ thấp thì người ta thiết chế sẽ tạo ra một cái quạt để làm mát. Còn động cơ ô tô mà chạy ở công suất cao, người ta chạy tốc độ nhanh như là các xe siêu xe, người ta có thiết kế một hệ thống làm mát ở trong, nhưng mà có trường hợp nó vẫn có cánh quạt các bạn, có một, nhưng mà người ta làm mát chủ yếu bằng cái tốc độ xe đi quá nhanh rồi, đi nhanh người ta sẽ nhờ cái sức cản gió đó để làm mát cho hệ thống, được chưa? Còn động cơ xăng xe máy chúng ta bình thường ấy thường là làm mát bằng không khí nhá, đi nó khác làm mát, được ạ, đấy, nó không cần nước nữa. Thì anh em hỏi là thì tất nhiên là nếu mà đi xe máy tốc độ càng cao ấy, thì hệ suất làm mát của nó rất là tốt cho máy các bạn ạ, làm mát cho máy. Tại sao mà anh em đi ở tốc độ cao mà đi ở tốc độ cao máy của chúng ta máy của chúng ta kêu rất là to, hầu như là sắp hết công suất, được ạ, sắp hết ga, được ạ. Nhưng mà tại sao cái máy của chúng ta lại không nóng bằng chúng ta đi ở những đường đồi núi, hay là đi ở những đường mà nó không phải là đường bằng phẳng, thì các bạn có đặt là gì đó có không ạ? Thì lúc đó đi ở tốc độ thấp thì hệ số làm mát của chúng ta, không khí chúng ta làm mát nó rất là ít, được ạ. Cho nên ấy, cái máy của chúng ta thường là đi ở đường đồi núi nó thường nóng hơn đi ở đường bằng, là thế. Mà anh em chú ý này, hệ thống làm mát bằng không khí ở xe máy ấy, có một điều chú ý bất di bất dịch anh em nào cũng phải nhớ, mà mình thường thấy là các bạn rất hay gặp phải, mà các bạn biết rồi mà các bạn không chú ý, không biết vì lý do vô tình hay là vì lý do cố ý. Khi các bạn đi xe ở trong những cái đường bùn mà có bùn đấy, có đất bùn ở trời mưa ấy, cái trời mưa đi ấy, đường ấy, nó hay bắn lên cái tán bùn nó thứ rồi, và nó chẳng may nó bắn vào con cái động cơ, cái bộ hơi của chúng ta, động cơ mà chúng ta lại nhìn thấy, không biết các bạn nhìn thấy hay không, không biết, nhưng mà mình thấy là các bạn bám đầy ở kia mà các bạn chưa rửa, mà các bạn không cào đi. Đây là cái lý do nó rất là hại máy. Mình khuyến cáo với các bạn là nên cào cái đất bám ở trên cái động cơ đi, để cho nó hoạt động nó sẽ là trơn tru hơn, nếu mà các bạn chưa kịp đi rửa xe. Đấy, đây là một trong những điều nó rất là hay xảy ra gặp phải với các bạn. Rồi, nó chỉ có hai cái loại như này thôi. Và theo cái số xi lanh ấy, người ta sẽ chia ra mà động cơ thành là động cơ một xi lanh và động cơ nhiều xi lanh. Động cơ thường ấy, động cơ xe máy của chúng ta sẽ là động cơ 4 khi và một xi lanh thôi, được chưa? Đấy. Và nhiều xi lanh nó thường sửa cho các máy có công suất cao hoạt động, ví dụ như xe ô tô chẳng hạn, được chưa? Người ta sẽ thiết kế nhiều xi lanh để cho nó có nhiều mã lực hơn, được chưa? Nhiều mã lực hơn. Và cách bố xi lanh này hoặc là dãy xi lanh nữa có thể chia ra rất nhiều loại. Được ạ, xi lanh đứng hoặc là xi lanh nó đặt nằm ngang, và hoặc xi lanh nó nằm chữ V hoặc xi lanh nó nằm sao, được chưa? Được chưa? Đấy, nó có rất nhiều cái. Đây, được chưa? Qua cái này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cơ bản về cái cấu tạo của cái loại động cơ này, được chưa? Anh em thấy cái nó rất hữu ích phải không ạ?
dạ, hầu như nó hữu ích ở trong cuộc sống của chúng ta. Dạ. Qua đây chúng ta có thể tìm hiểu được, có rất nhiều anh em mà tiếp cận được với cái hệ thống này mà các bạn, các chi tiết máy ấy, thường các bạn sẽ không nắm chắc được ạ. Dạ. Nhiều anh em cũng đi sửa máy các thứ rồi nhưng mà các chi tiết máy này chắc là một số anh em còn chưa nắm rõ, được chưa? Dạ. Đấy, qua bài này các bạn sẽ hiểu sâu hơn các chi tiết máy đó. Rồi ok, và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau nha. Và video sau đó mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách chúng ta có thể là tìm hiểu sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của cái động cơ đốt trong này, thì nó có nguyên lý hoạt động của nó như thế nào, tại sao nó chỉ có một cái nhiên liệu mà đốt cháy được mà động cơ nó hoạt động được và nó đưa chúng ta chuyển động đi, hoặc là giúp chúng ta làm việc như là cày bừa cày cuốc các thứ được ạ, và chạy xe các thứ được ạ, tại sao nó lại có một sức mạnh phi thường, làm việc không biết mệt mỏi được. Cưới lên nó chúng ta chỉ cần ga một cái là chúng ta muốn đi đất nước nào cũng được, muốn đi khắp đất nước Việt Nam này cũng được, nó hoạt động cả ngày không biết mệt mỏi, chúng ta chỉ cần ngồi lên và ga thôi, được ạ. Đấy. Rồi ok, chào các bạn, là chúc các bạn là và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Bye bye.